Hay mọi người, bạn hỏi động tác hông, nghe ok, mình chỉ động tác hông nha. Mình tập một chút cơ bản, đầu tiên mình chụm hai chân vào, chụm đầu gối xuống. Bây giờ mọi người kiễng lần lượt từng chân một này. Và khi kiễng chân này thì mình đẩy thẳng chân kia, đồng thời vặn hông lên, đặt xuống. Lên, đặt xuống, mọi người làm thử nhá. Lên, xuống, từng bên một. Lên, xuống, lên, xuống. Bây giờ mọi người rộng hai chân ra, vẫn kỹ thuật đó này. Lên, xuống, mình xách cái quần lên cho mọi người nhìn nhá. Mọi người sẽ thấy là cái hông nó hơi được kiễng lên và đẩy lên đúng không ạ? Mình treo hông lên cao. Bây giờ này, mình treo hông lên, rồi mình đẩy nó sang bên kia. Tiếp tục này, treo bên kia, đẩy, lên, đẩy, lên, đẩy, thấy không ạ? Lên, sang, và trong các bài nhảy thì cái hông của mình nó cứ di chuyển động tác như vậy thôi. Còn cái tay thì mình sẽ làm những động tác khác nhau, mọi người thấy không ạ? Nhưng mà mình giữ đều cái hông như vậy. Và mọi người nhớ là kiễng bàn chân nha, và thả lỏng phần hông thì nhìn nó sẽ mềm hơn. Ok, tập thử nha, bye bye. Hay mọi người, ok, chắc dạy động tác hông nhiều view sướng hoặc này dễ nhất phần 2. Mọi người nhìn động tác hông này sẽ thấy rất là quen thuộc và trong rất là nhiều trend có dùng đúng không ạ? Hôm nay sẽ break down thành những bước cơ bản cho mọi người tập dễ nhất. Bước 1, mình đứng hai chân sau e, một chân trước một chân sau và trùng cả hai đầu gối. Bây giờ mình sẽ di mũi chân ở trên sàn và lắc cái góc, thấy không ạ? Cái gót chân được lắc qua lắc lại. Ok, bước 2, bây giờ mình không chỉ lắc gót chân nữa, mình sẽ dùng cả đầu gối và phần hông. Mọi người nhìn nhá, mỗi lần mình lắc gót chân này thì mông và đầu gối vắt vào trong, còn mông cánh ra ngoài. Đây là lên trên, đây là xuống dưới, lên xuống, được chưa? Từ lại lên xuống, lên xuống. Bây giờ tùy vào từng bài mà mọi người sẽ xem là điểm nhấn của động tác là nhấn lên hay nhấn xuống, sự khác biệt là như sau. Ví dụ như đây là một động tác nhấn lên này, hất hất hất, thấy không ạ? Còn đây là một động tác nhấn xuống này, lấy đà rơi. Cùng một kỹ thuật nhưng mà điểm nhấn khác nhau là nó đã thành một động tác khác nhau. Và trong các trend mà mình thấy thì thường là nhấn xuống, tức là mọi người sẽ rơi lên lấy đà, ném xuống, xuống, thấy không ạ? Ném xuống. Và đây chính là cái động tác ở trong rất là nhiều trend. Khi mà đang clip lên mọi người kêu là khó không làm được ấy, thì mọi người chỉ cần tập theo những bước vừa rồi thôi nhá, thấy không ạ? Và khi ngồi xuống thì mình nhớ là mình chùng cái người xuống một chút để mình cho nó thêm hiệu ứng. Ok, mọi người thử đi nhá, let's go. Hello mọi người, ok, phần 3 của các động tác hông cơ bản mà mình hay dạy nhá. Đây là một cái động tác mà mình thấy là rất là nhiều bạn kêu là khó làm này, và nhìn nó không được thuận này. Thực ra mình làm cái này cũng không được dẻo lắm đâu, nhưng mà sẽ vẫn chỉ cho mọi người nhá. Cái này nó lại gồm 3 bước đi. Đầu tiên mình lại đứng thẳng này, mình vẫn nhấc hông lên như là động tác số 1 ý. Nhấc lên, nhưng mà bây giờ nhá, mình sẽ đẩy cái hông ra ngoài thêm một tí nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi xuống bên đối diện. Mọi người nhìn thấy gập cả đầu gối không ạ? Bây giờ bên kia thì sao? Lại làm này, nhấc lên này, đẩy hông ra này, ngồi xuống. Và mọi người nhìn thấy là từ lúc nhấc đến lúc ngồi nó hơi có một chút vặn người, quan sát nhá. Đây là nhấc này, vặn người đi một tí này rồi mới ngồi xuống thì nó sẽ dễ hơn. Đẩy lên, vặn và ngồi, thấy không ạ? Đó là 3 bước. Bước 1 kiễng, bước 2 vặn người, bước 3 ngồi. Tiếp tục kiễng, vặn, ngồi làm nhanh nhá. Mọi người thấy không ạ? Thì nó sẽ tạo ra được một cái hình số 8 như thế này. Và đừng quên nữa là mình sử dụng bàn chân ấn cái ngón chân xuống sàn để cho mình kiểm soát hông được dễ hơn. Đó, và những cái này thực ra mình nghĩ là do hoàn toàn là do tập nhiều thôi. Mọi người tập càng nhiều thì sẽ càng thuộc. Ok, mình thử luôn nhé.